Chào các bạn nha. Hôm nay hai anh em mình đi săn hàng ở hồ tự nhiên nha các bạn. Thì hôm nay anh em mình quay lại cái hồ mà mình đã câu lên được vài con chép và con mà dinh 1,5 kg nha các bạn. Đó, thì hiện tại bây giờ cũng mới có 6 giờ sáng thôi. Đó, trời nó mới vừa mưa xong. Hy vọng hôm nay sẽ kiếm được một vài con hàng để quay cho mọi người xem. Thì lần trước mình câu thì có một số anh em nói đây là cái hồ tự nhiên, hồ cá nuôi có hàng rào đồ luôn. Thì chút nữa trời nắng lên mình sẽ review lại cái hồ này cho mọi người xem. Đây là một cái hồ người ta bỏ hoang nha các bạn, chứ không phải là một cái hồ nuôi nha, hay là hồ ta nuôi cá mình vô mình xin mình câu cá làm nếp nha các bạn, không có nha. Đây là cái hồ hàng tàn là 100% là hồ tự nhiên, hồ hoang nha các bạn. Tại vì trước đây ở cái hồ này chủ hồ họ có nuôi cá, nhưng mà sau một trận mưa nước nó ngập lên cá nó tràn ra ngoài và người ta giăng lưới và kích điện nhiều quá nên chủ đã bỏ và không có nuôi cá nữa và cho anh em câu đó vậy thôi. Và cái hồ này lý do cái hồ này ít người biết nên tỷ lệ người vô đây câu rất ít. Thằng em mình nó đi rê cái lóc thấy được cái hồ này và đi câu thử thấy có cá to nên đã kêu mình đến đây câu và câu thử, là hy vọng là có cá to thiệt. Hồ này có cá chấm rất là to và cá mè rất là to, còn cá chép á, mấy con cá khác á, là ở ngoài suối nó vô. Ở ngoài xa ngoài kia có một con suối á, lúc ngoài trời mưa á, nước nó ngập á, cá ngoài suối nó đổ về ở trong dồn cái hồ này, vì hồ nước sâu mà hồ nước có sâu tới 8 m mà đó, chứ không phải là một cái hồ nuôi nha các bạn nha. Đây là một hồ tự nhiên nha, xung quanh cỏ rất là nhiều cỏ luôn nè, đó cỏ và gai mắc mèo luôn. Cái đường đi vô đây á toàn là sình lầy không à, ngập nước rồi nữa. Đây là nguyên một cái bào nước nha các bạn, đó đào đứng ngập nha. Cái hồ này để chứa nước để tưới cỏ ngoài kia và đặc biệt là cho yến tắm nha. Hồ này để là đây kia có một cái nhà yến kìa, có rất nhiều camera xung quanh nhà yến đó luôn để cho yến nó tắm nha, chứ không phải là cái là hồ này phải hồ nuôi câu cá nha các bạn. Hồ này có thả cá mà nước ngập lên rồi và chủ đã bỏ không nuôi cá nha các bạn. Hy vọng hôm nay hai anh em mình đến đây câu sẽ kiếm được một vài con cá to để quay cho mọi người xem đó. Tại vì thời tiết hôm nay rất xấu nha các bạn, sáng có trời đang chuyển mưa âm u luôn và hiện tại đang bão đang đến nha các bạn. Hy vọng cái trận này sẽ có cá để quay cho mọi người xem, chứ không phải là các bạn à, một ngày các bạn câu chỉ được một con cá thôi, giỏi lắm được hai con là hết rồi cái hồi rồi, không có con thứ ba đâu đó. Thì vì bữa đó mình còn một ngày luôn mà được mỗi con mè dinh thôi, từ sáng đến chiều luôn không được con nào nữa hết. Cái ăn rất là khôn, bất cứ điểm ăn nó chỉ nhấp nhẹ nhẹ nó chồi thôi, mình giật không giật cũng dính thôi chứ thua thôi. Hy vọng hôm nay là anh em mình câu đài, mình câu 5m4 chục 6m3, còn bạn mình câu bảy 7m chục 7m7 chục 7m2 nha các bạn. Hy vọng sẽ có cái nha, lựa có ngạnh nha các bạn. Ok, giờ các bạn chờ đợi kết quả hôm nay hai anh em mình nha. Ok các bạn nè, bây giờ là 10h30 nè, sẵn tiện mình review lại cái hồ này cho mọi người xem nè. Đó, bên kia là một cái nhà người ta nuôi yến và đây là một cái hồ chứa nước để cho cái yến nó tắm đó. Bên kia có người câu nữa kìa, không phải hồ nuôi nha. Nè, xung quanh cỏ rất là nhiều luôn nha các bạn. Nè, cái đường vô cái bờ hồ rất là khó đi nha các bạn, cỏ rất là nhiều nha. Này gai của mèo nè, chỗ mình đi nè, nè gai của mèo cũng nè đó. Ok, cái đường đi ra ngoài cái xe thì cũng rất là khó nha các bạn. Hôm nay không có cá nha, móm nè, đường ra nè, đường toàn gai bắt mèo được không à. Ở đây một cái ống cống nè để xả thông nước nè, ở bên kia là cái bờ suối nha các bạn đó, nước cá thông vào đây nè đó. Là đường đi nè, đường đi rất là khó đi luôn. Mấy các bạn mà nói hồ này mà hồ nuôi thì mình cũng sợ luôn nè, đường đi vô nè sình lầy không
gai mắt mèo đang quá trời hết. Giờ đi qua đi lại còn né né chỗ đường đi nha, nè đường nước nè. Các bạn nào mà nói hồi này hồ nuôi thì mình cũng sợ các bạn luôn rồi. Đây nha, rất là cực luôn đó. Hôm nay sẵn tiện mình đi câu, mình review lại cái hồ này cho mọi người xem để cho các bạn khỏi phải thắc mắc. Bạn nói cái hồ này cá nuôi tùm lum ấy, này dân câu vô ta câu quá trời luôn, câu ngày câu đêm luôn, ăn dầm về ở đây luôn. Mà các bạn nói là hồ này hồ nuôi thì mình cũng sợ các bạn luôn rồi, mình quá trời mệt đó nè. Đó, bên kia có một cái hồ nữa kìa, đang bút kìa, chứ nước kìa tưới cỏ đằng kia kìa cho dê ăn kia nhà yến à. Đó, đây đây các bạn à. Thôi ok các bạn nha, thì hôm nay đi câu không có cá, nhân tiện mình review lại cái hồ mà tự nhiên này cho mọi người xem. Thì các bạn yêu thích thì cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cái video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Chúc tất cả các bạn có một ngày xem video vẻ bà chàng đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Chào tạm biệt.